Ngày 25 tháng 4, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vương Thị Huyền Linh, 51 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Thạch Trung, huyện Tam Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 16 tháng 4, bà Phan Thị Cẩm, 60 tuổi, ngụ tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, phát hiện bị mất trộm 65 triệu đồng tiền mặt, 300 đô la Mỹ, một chiếc nhẫn kim cương 5 ly, 22 chỉ vàng nên trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tam Bình đã xác định bà Linh là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, bà Linh khai nhận do thường xuyên đến giúp việc nhà và biết bà Cẩm để nhiều tài sản trong sọt đựng quần áo nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sáng ngày 3 tháng 4, khi làm xong công việc tại nhà bà Cẩm như thường lệ, bà Linh đã lấy trộm số tài sản trên mang về cất giấu trong vườn nhà. Sau đó, bà Linh mang bán 4 chỉ vàng được gần 17 triệu đồng. Bà Linh đã dùng số tiền bán vàng cùng với số tiền mặt vừa trộm được để trả nợ tiền mua đất trước đó tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, gần 74 triệu đồng. Khi bị phát hiện, mời tới làm việc, bà Linh đã giao nộp số tài sản còn lại và tự nguyện khắc phục cho bị hại số tiền 30 triệu đồng. Công an huyện Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.